xin giới thiệu đến quý vị hồi ký Một thời con gái của tác giả Đỗ Dung qua giọng đọc Nguyễn Tài. Qua khung cửa sổ, mặt trời mới ló lên khỏi ngọn đồi phía xa. Những vạt nắng vàng nhẹ như tơ, dịu dàng như thì thầm với hoa, với lá, rồi êm ả lướt nhẹ, mỉm cười với những cảnh vật nắng đi qua sau những tháng đông lạnh giá, qua vài cơn mưa xuân, trời đất như chuyển mình. Những đồi cỏ úa như được thay áo mới, đổi sang màu xanh mướt cỏ non. Cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc và những nụ trên cành đã chúng chiếm nở hoa. Khuê vườn vai, nhìn sang ông chồng vẫn còn ngủ say, tiếng ngáy đều đều mệt nhọc. Khuê chợt mỉm cười, nhớ lại hồi mới lấy nhau, nàng thường trêu chọc thiên. Vĩ tiếng ngáy của chàng như tiếng đàn du dương trầm bổng. Cây đàn đã chuyển thành xưởng cưa gỗ hồi nào Khuê chẳng rõ. Và bây giờ, những cỗ máy cưa già thỉnh thoảng lại lọc sọc như sắp rớt bù lon. Sống với nhau gần 40 năm, đã có ba mặt con, một bầy cháu nội ngoại ríu rít, Khuê đã ngoài 60 và Thiên đã quá tuổi cổ lai hy còn gì. Không dám đồng mạnh, sợ phá giấc ngủ của chàng. Khuê rón rén bước ra khỏi phòng. Khuê ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây ở vườn sau. Hai tay ủ tách cà phê nóng. Buổi sáng thật êm đềm. Đồi cỏ mênh mông, những đường cong của sườn đồi uốn lượn nhẹ nhàng in trên bầu trời xanh trong. Những cụm mây trắng nhẹ như bông, lững lờ trôi, làm hồn khuê chơi vơi, trở về những ngày tháng cũ. Nhớ lại hình ảnh đồi cù và thung lũng tình yêu của Đà Lạt xa xưa. Ngày đó, nàng yêu Đà Lạt vô cùng. Cứ đợi đến dịp nghỉ hè là lên thành phố thần tiên ấy. Ngày ngày lang thang trong rừng thông, nghe tiếng reo vi vu lăn mình trên những thảm cỏ xanh tắm mình trong nắng buổi chiều dạo quanh bờ hồ rồi thả bộ dọc theo những con đường nhỏ hai bên bao bọc bởi những ngôi biệt thự kiến trúc kiểu tây phương ẩn mình sau những vườn hoa đẹp đẽ đủ màu những đêm khuya khuê đứng tựa vào thành lan can ngoài ban công đắm chìm trong ánh trăng lung linh huyền ảo nhìn xuống con đường dốc dưới kia để mơ chàng hoàng tử. Juliet chờ đợi Romeo. Ngày ấy, những người con gái vẫn còn rụt rè, e lệ trước người khác phái và phạm vi giao thiệp chỉ trong vòng những quen biết họ hàng hoặc cùng lắm là bạn của anh hay anh của bạn. Người thiếu nữ chỉ được quyền chọn lừa trong số những người đã chọn mình hiếm hoi lắm mới có người dám phá luật làm kẻ tiến trước trong cuộc tình lứa đôi tuổi dậy thì khuê cũng mơ một hình bóng tưởng đến người trong mộng và mong tìm thần tượng để tôn thờ thả hồn theo mây theo gió không biết người ấy đang ở đâu nghe những chuyện mối mai nàng hờ hững nàng muốn được nếm mùi vị của tình yêu và kết duyên với người vì yêu nàng mà tới ngày mới đầu tú tài hai các bạn tổ chức ăn khao ở nhà khuê. nàng đã nhận được một bó hồng nhung từ một giáo sư anh họ của mai trong bạn cùng lớp chàng không dạy trưng vương nhưng được Trâm nhờ xem điểm giùm cho cả nhóm vì chàng có chân trong ban giám khảo kỳ thi đó bó hoa đỏ thắm đầu đời kèm một dòng chữ nắng nót trang trọng mong cuộc vui hôm nay của Khuê chỉ là mở đầu của những ngày vui bất tận. Tuổi 18, lòng rưng rưng, hồn chao đảo. Khuê nhớ lại hôm thi triết. Ông thầy coi thi cứ nhìn mình đăm đăm rồi tủm tỉm cười. Và cuối giờ khi nộp bài, chàng đã tự giới thiệu là Thiên, anh của Mai Trâm. Đầu óc còn rối bù vì bài vỡ, Khuê không tâm trí nào nghĩ ngợi lôi thôi và hôm nay, bỏ hoa và những lời nửa vời làm lòng nàng sao xuyến. Nhất quỷ nhị ma, thứ ba học trò. Các bạn của Khuê rút rít trêu cợt bông đùa. Thiên cũng vui vui, lòng lân lân khi nghĩ đến cô bé học trò mà lần đầu tiên đã thấy quyến luyến. Nhưng với khoảng cách tuổi tác quá xa, chênh nhau 12 tuổi chàng không khỏi ngại ngùng. Chàng đã lái xe qua nhà khuê nhiều lần mà rụt rè không dám nhấn chuông cửa. Thẫn thờ sang nhà người bạn gần đấy, ngồi chơi, rồi lại đi ngang và cuối cùng cũng chỉ dám ghé vào quán ăn xế cửa nhà nàng, ngồi nhìn vọng lên sân thượng trên cao mà tưởng nhớ. Cứ như thế thời gian trôi, khuê thi đậu vào trường dược, vui với khung cảnh mới lại tung tăng chân sáo tuổi trẻ dễ nhớ mau quên và hình ảnh anh giáo phai mờ dần trong ký ức tuổi sinh viên hoa mộng quanh năm ngoài giờ đến giảng đường và những giờ đi làm thực tập các nàng con gái vẫn rong chơi vẫn rủ nhau lang thang bát phố lái xe chậm chậm trên những con đường đẹp như tú xương lê quý đôn hoặc những con đường ngập lá me bay như Trần Quý Cấp Chiều mát tung tăng bơi lội ở hồ bơi Hoặc đến nhà nhau ngồi tâm sự vụn Kể cho nhau chuyện chàng nọ chàng kia Để rồi đến mùa thi Vùi đầu vào sách vở Đóng cửa học đến xanh sao vàng vọt Nhan sắc tả tơi Khuê là chị lớn trong một gia đình đông anh em Đặc biệt là có một bầy con gái cha mẹ khuê còn trẻ nên gần gũi các con và đầu óc không thủ cụ. Mẹ lo chăn dắt, dạy bảo con gái về công dung ngôn hành, không tiếc tiền sắm sửa dụng cụ bếp nút để các con tha hồ tập tành nấu nướng, vẽ vời bánh trái. Phòng khách lúc nào cũng gọn ghé với chiếc đèn chùm trên trần tỏa ánh sáng ấm áp. Bộ ghế salon bọc vải đỏ sẫm một bộ máy quay đĩa và chiếc máy cắt xét ngay góc phòng. Trên bức tường màu xanh ngọc, mấy con hạt trắng múa lượn trên nền đen của bức tranh sơn mài lớn. Sau khi đã vào đại học, cha mẹ quê không cấm các con có bạn trai, nhưng phải mời về nhà đàng hoàng và tuyệt đối không được hẹn hò lén lút. Buổi tối, mẹ thường chui vào giường các con, thủ thị tâm tình nhắc nhở con không được đi đâu chỉ có hai người và không được đến nơi vắng vẻ. Một lần tưởng như là đã gặp tình yêu. Khuê tình cờ gặp Hiếu ở chợ hoa và mùng hai Tết, Hiếu xuất hiện ở ngưỡng cửa với phong bao đỏ lì xì. Khuê đã siêu lòng vì giọng nói bất kỳ, ánh mắt tha thiết và những cử chỉ ngọt ngào của Hiếu. Tưởng như bơi lội trong vùng trời bát ngát, yêu thương khuê từ chối hết những người giới thiệu những người tìm đến làm quen và lạnh lùng với những cơ hội mà dưới mắt mẹ đó là những bến bờ hạnh phúc khuê tưởng như mình đã gặp đối tượng nhưng người ấy đã không hiểu những trân quý khuê dành cho chàng và có những điều xảy ra khiến khuê nhìn lại để thấy rằng hiếu không phải là người nàng đang tìm kiếm rồi một đêm màu hồng của sinh nhật 24. Tiếng hát nỉ non của Thái Thanh với nghìn trùng xa cách. Khuê đã quyết định chấm dứt. Thần tượng rớt xuống thật bẻ bàng. Thật ra cũng chẳng có gì để trách hiếu. Hai người chỉ ngồi chuyện trò trong phòng khách. Chưa một lần sàm sở, ngay cả chưa một lần nắm lấy tay nhau. Tuổi trẻ ngây thơ, mơ mộng khiến nàng đã ngu ngơ cảm động trước những lời nói ngọt ngào, ánh mắt thiết tha, cứ chỉ triều mến mà nàng tưởng chỉ dành cho riêng mình. Sự thật đã không như khuê nghĩ. Mới đầu bạn bè đưa chuyện đến tai, sau đó những chứng cớ khám phá của chính nàng khiến Khuê càng thêm cương quyết tránh thật xa. Khuê đang ở cuối năm thứ tư, còn hơn năm nữa là ra trường bài vở chất chồng khiến khuê mệt nhoài. Thỉnh thoảng gặp Hiếu ở bờ hồ, vẫn nói chuyện nhưng với tâm trạng khác. Khuê từ soi lòng mình, thấy tâm hồn thật thanh thản, khó và khổ ở giai đoạn lững lơ. Giờ đây, quyết định rồi thì coi nhau như bạn. Các bạn bè cũng ngạc nhiên về sự dứt khoát, minh bạch của Khuê và lại tiếp tục đùa giỡn. Thôi, bây giờ mày bằng lòng làm chị của tao đi những buổi tiệc tất niên trường y trường dược cũng có những cái đuôi theo khuê vài lần đi phù dâu cũng có chàng phù rể theo sau bén gót sau lòng nàng dững dưng không mảy may rung động nàng dược chàng y đẹp đôi quá còn muốn gì nữa khuê tự hỏi mình tại sao và nàng cũng không hiểu nổi chính nàng có thể ánh mắt chưa đủ đắm say Có thể người đó tự tin quá Coi như chấm ai thì cô nàng đó trúng số Có thể những lối tán tỉnh không hợp với khuê Không có sự nâng niu trân quý Có thể những đối tượng đó chưa đúng hình ảnh chàng của nàng chưa đúng con người của định mệnh Các bà mối cũng mong men đến với mẹ khuê Nhưng lại kể thêm là chủ tiệm vàng nọ chủ hàng xuất nhập cảng kia ra giá hễ được chàng rể bác sĩ thì hồi môn vài triệu và nhà cửa xe pháo phòng mạch nhạc gia sẽ lo hết khuê phì cười và nói với mẹ rằng cho các chàng đó đi mà ẩm của hồi môn những cuộc hôn nhân cân đo đong đếm như vậy liệu có bền vững không một buổi chiều thứ bảy sau tuần lễ thi thực tập khuê đến đón trâm đi dạo phố dù hai người hai phân khoa khác nhau nhưng khuê và trâm vẫn thân như hồi trung học anh thiên hỏi thăm mi hoài anh bị động viên đi lính mấy năm mới được biệt phái đi dạy học lại vậy à chợt mưa ào xuống mưa rào của miền nam mưa nặng hạt nhà anh thiên ở đây này mi dám vào không? Bạn tính ương ngạnh của con bé cứng đầu. Dám, sao không dám? Thiên không ngờ, hai cô gái ước lướt thước xuất hiện ngay ngưỡng cửa, vội lấy khăn cho các nàng lau tóc và châm lại bình trà. Chiều thứ bảy anh không đi chơi à? Trầm hỏi. Anh đang sửa soạn bài vở vì sắp nhận dạy thêm ở một trường tư. Cô Khuê bao giờ mở tiệm thuốc đây? Trời ơi! Lại cái giọng bất kỳ, nhưng hình như giọng chàng mạnh mẽ hơn, trầm ấm hơn. Khuê vần về tà áo. Thưa anh, em còn hơn năm nữa mới ra trường. Anh vẫn khỏe. Đã lâu không gặp. Có thể sau mấy năm chàng đi lính, có thể cặp mắt của thiếu nữ hâm bốn nhìn khác cái nhìn của con bé 18. tám chàng trông rắn rỏi mạnh mẽ đầy nam tính và không thấy già trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn như giữ chân hai người con gái lối nói chuyện ngọt ngào và thật thà như đếm có những chuyện không ai khảo lại cứ ngồi mà khai khuê ngồi trầm ngâm mặc cho hai anh em trâm chuyện trò rồi trời cũng quang mây cũng tạnh cũng đến lúc phải ra về. Cô Khuê cho phép tôi thỉnh thoảng ghé thăm được không? Ngày chiều hôm sau, chàng đã quần áo tề chỉnh, bấm chuông cửa với bó hoa, hộp kẹo và một túi nhỏ có mấy cục xí mùi. Hoa cho chị, kẹo cho các em và xí mùi để nhắc cô học trò dám nghiêng nhang nhắm nháp ô mai trong phòng thi làm ông thầy chảy nước miếng. Từ đó, gần như mỗi ngày chàng đến, ngày nào cũng có kẹo, có bánh. Hoa vừa héo là có hoa tươi, cho đến gần ngày thi thì theo thông lệ nàng đóng cửa, tòa thiền. Không được phép vào nhà, chàng lang thang trước cửa và trên lầu cao nhìn xuống. Mỗi ngày chiếc Vespa qua lại đôi ba lần. Đêm đến, khi đi ngủ, khuê hỏi cái đình màng có phải chàng là nửa kia của ta không? Vừa thi xong, chưa đợi kết quả, Khuê còn ngày sách vở lên Đà Lạt nghỉ hè. Ngồi một mình bên góc thông già, Khuê bằng còn tự hỏi lòng mình, phải chăng đây thật sự là tình yêu, hay chỉ là một sự lấp chỗ trống vắng của con tim khi vừa chấm dứt với hiếu? Nếu vậy thì quả là bất công cho thiên luận quẩn loanh quanh trên đồi vắng và khuê thấy nhớ thiên thật nhiều. Mỗi buổi tối, ngồi cời than trong chiếc lò sưởi, đầu óc lại mông lung. Có phải chăng hai con sông sẽ nhập lại chung dòng? Có phải vùng ngực bình yên mình chờ đợi? Có phải vòng tay rắn chắc ấy sẽ che chở cho nhau suốt cuộc đời? Trong khi đó thiên ra Huế chấm thi, ngoài giờ làm việc chàng lên núi ngự bình ra bờ sông hương và lên chùa thiên mụ chỗ nào chàng cũng thấy hình dáng của khuê khuôn mặt của khuê nỗi nhớ nhung khiến chàng mong ngày chấm thi mau hết để quay về ngày lại ngày vẫn chỉ ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhưng câu chuyện dễ dàng cởi mở hơn thân thiện hơn cho đến cái ngày trọng đại của đời khuê Thiên đã quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn, nước mắt lăn dài trên má người thiếu nữ. Chuyện tưởng như trong tiểu thuyết đã xảy ra. Khuê không trả lời trực tiếp mà hỏi lại rằng: Anh có yêu em thật không? Có suốt đời lo lắng bao bọc em không? Từng câu hỏi tiếp theo câu hỏi, và cuối cùng hai bàn tay siết chặt hai bàn tay, một rung động nhẹ nhàng một luồng điện êm ả. Thiền kể lại cho Khuê những lao đao từ ngày gặp Khuê. Thiền không thể quên mà không dám lại gần. Những lúc tưởng như sắp mất người yêu, lòng chàng quặn đau, mặc cảm một anh giáo, đi lính ra trường với chức vụ chuẩn úy quèn. Thiền thấy Khuê như thật xa, thật cao tầm tay với. Sau hồi đó anh không đến chơi, anh đến để bị đá ra đường à. Em tệ vậy sao? Thế sao bây giờ lại đến? Ờ, như định mình đẩy đưa, anh uống thuốc liều, không gì cản trở anh được nữa. Bà uống thuốc buổi sáng chưa? Tiếng thiên lồi khuê về thực tài. Thấy ông ngủ ngon quá, nên bà không nỡ đánh thức ông gọi nhau từ tiếng Anh, em đến bố mẹ, rồi bây giờ quen xưng hô ông với bà theo lũ trẻ. Trời đẹp quá, bà mặc thêm áo ấm, mình đi bộ đi. Trên con đường nhỏ dành cho khách bộ hành, một bên là đồi cỏ xanh, một bên là rằn hoa đào. Ông già tóc bạc trông còn trắng kiền và lưng còn thẳng người đàn bà đi bên cạnh, dán đi chầm chạp. Ông khẽ nắm tay bà, tay trong tay vẫn ấm và hai người thông dong khoan thai đi bên nhau trong buổi sáng mùa xuân. Nắng vàng đẹp, gió nhẹ hay hay, hoa reo vui, lá reo vui trong không gian thật êm đềm. Tiếng chim ríu rít trên cành, nhìn lên bầu trời xanh trong, nhìn sang khuôn mặt thanh thản của thiên khuê cảm tạ phật trời đã cho khuê một lựa chọn đúng cho khuê một nương tựa bình yên suốt cuộc đời